Xin chào các bạn. Ngày hôm nay ở nhà rảnh rỗi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo làm cái kính hologram bằng tận dụng từ cái kính chống giọt bắn này nhé. Thì cái kính chống giọt bắn này thì mình đã sử dụng rồi, và để đảm bảo an toàn thì các bạn nên khử khuẩn đi. Sau khi khử khuẩn thì các bạn rửa sạch kỹ đi nhé. Để sau đấy các bạn tháo cái, chỉ lấy cái tấm kính bằng nhựa này thôi. Đấy. Còn mẫu thì mình đã vẽ sẵn ở đây rồi. Thì các bạn lưu ý nhé, cái này mình cắt sẵn một cái miếng này, kích thước trên là 1 cm, dưới này là 6 cm. Đấy. Và cái chiều cao từ dưới đáy đến phần đỉnh của hình thang này là 3,5 cm nhé. 3,5, 6 cm, và đây là 1 cm. Ok. Thì sau khi cắt được cái miếng này thì các bạn sẽ ghép các cái này nè trên một mảnh giấy nhé. Vẽ và sau đó các bạn cắt và các bạn tạo được ra một cái miếng như này, để miếng mẫu này, mẫu này các bạn sẽ như này nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ mẫu này trên cái miếng nhựa này. Các bạn nên dùng cái bút lông dầu nhé, thì vẽ nó mới hiệu quả. Các bạn lưu ý là cái này các bạn cắt càng chính xác càng tốt. Nếu mà có dao gọc giấy thì các bạn nên dùng cái dao gọc giấy. Sau khi vẽ xong cái này thì các bạn bắt đầu tiến hành cắt. Thì các bạn dùng được dao đọc giấy thì tốt nhất. Đây, như vậy là mình đã cắt xong cái miếng này. Thì sau đây là các bạn tiến hành công đoạn gập nhé. Gập này. Cái cạnh cuối cùng thì các bạn lấy băng dính để dán nhé. Rồi, cho các bạn căn giấy nhận một chút. Rồi, như vậy là mình đã tạo xong một cái kính hologram.
sau khi các bạn làm xong cái kính hologram như này nhé, thì các bạn sẽ vào YouTube này, vào YouTube và các bạn gõ cái từ là hologram video nhé. Đấy, thì ở ngay đoạn đầu này, đây thì là có cái video hologram luôn. Trên YouTube có rất nhiều các bạn nhé, bạn phóng to lên. Đấy, để định dạng của video hologram. Đấy. Đấy, tạm dừng. Sau đó thì các bạn cần để cái kính hologram này ở giữa cái video này nhé. Bây giờ là kết quả này. Đây. Để trực tiếp cái kính trên cái màn hình điện thoại để xem nhé. Rồi có một cái kiểu nữa là các bạn có thể làm cái kính hologram kiểu dạng là úp ngược cái điện thoại xuống cũng được, nhưng mà bạn phải làm chân đế cho cái kính để nó chịu được lực của điện thoại. Nếu mà điện thoại của các bạn không quá nặng. Rồi. Đây là cái kết quả sau khi làm cái kính hologram. Và trên đây là cái video mình hướng dẫn cho các bạn cái cách thức làm cái kính hologram từ tận dụng từ cái tấm kính chống giọt bắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.